Thưa quý vị, lá thông đỏ khác với các loại lá thông thường là lá thông đỏ chiết xuất được chất tason, một loại hoạt chất có công dụng đặc trị ung thư. Đây là nguyên nhân khiến cho các loại cây này có giá trị đặc biệt. Vào năm 1993, các nhà khoa học Mỹ công bố đã chiết xuất được hợp chất tason từ vỏ và lá thông đỏ làm nguyên liệu để điều trị làm ra điều chế thuốc trị ung thư. Vào năm 1994, thì một nhà khoa học nữ người Việt cùng với sự hướng đạo của người dân tộc thiểu số đã phát hiện ra quần thể thông đỏ ở phía đông cao nguyên Lâm Viên. Các tiêu bản lá, cành, hoa, quả của chúng nhanh chóng được gửi sang Mỹ và được giám định kết quả thật khả quan. Đó là cây thông đỏ trên cao nguyên Lâm Viên có hàm lượng hoạt chất để sản xuất tason là nguyên liệu chính để điều chế thuốc trị ung thư cao nhất trên thế giới. Trong lúc giá của 1 kg tason tại thời điểm năm 1994 lên tới từ 1 đến 1,5 triệu đô la Mỹ, thì quả thật những cây thông đỏ Himalaya trên cao nguyên Lâm Viên thực sự là có những mỏ vàng xanh vô giá. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hoạt chất chứa tason đang điều trị rất có hiệu quả bệnh ung thư vú hay dạ dày, ung thư tử cung, và các hoạt chất này có trong lá vỏ của cây thông đỏ. Để tận mắt nhìn thấy những cây thông đỏ quý, phóng viên của Truyền động 24 giờ đã vào sâu trên núi Voi thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nơi sinh sống của loại cây thông đỏ quý mà các nhà khoa học đã tìm thấy cách đây hơn vài chục năm. Một bộ phận được làm bằng những sợi xích bánh cam đã hỏng, được gắn vào bánh sau của những chiếc xe máy. Sherry, một người đồng bào tại chỗ tình nguyện dẫn chúng tôi lên núi Voi, nói vui là gài cầu cho xe máy. Nhằm hướng núi Voi thuộc địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi bắt đầu leo dốc. Khoảng 2 km đường đồi dốc, lại tiếp tục những con dốc cao, qua những cánh rừng thông ba lá đi sâu vào rừng già. Sau khoảng 3 giờ, thì chúng tôi cũng tiếp cận được cây thông đỏ đầu tiên trên đỉnh núi Voi. Trước mắt là cây thông đỏ cao sừng sững, có đường kính gần 2 mét, nổi bật giữa các loại cây khác. Dưới gốc cây là những lá thông đỏ còn xanh biếc do các loại linh trưởng ăn rơi rụng. Tiếp tục đi sâu vào trong rừng già, những cây thông đỏ lớn vòng thân vài người ôm tiếp tục xuất hiện nằm rải rác. Nhiều cây đã có dấu hiệu lão hóa. Jerry cho biết, những người già dưới chân núi Voi không biết cây này bao nhiêu tuổi, vì khi họ biết đi vào trong rừng thì những cây thông này đã có và cũng đã lớn như bây giờ. Bên cạnh tôi là một cây thông đỏ cổ thụ còn sót lại, thuộc quần thể thông đỏ trên đỉnh núi Voi, có độ cao trên 1.600 mét so với mực nước biển. Điều dễ nhận biết ở một cây thông đỏ là những chiếc lá có hình dáng như thế này. Theo đồng bào dân tộc bản địa, thì số lượng cá thể thông đỏ ngày một cạn kiệt do già cỗi và đặc biệt là nạn khai thác trái phép. Thưa quý vị, theo số liệu từ Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, qua nhiều lần khảo sát đánh số trên thân cây, hiện nay số lượng thông đỏ trên địa bàn tỉnh là 410 cây, phân bố rải rác trên diện tích 420 ha tại các huyện Đơn Dương, Lạc Dương và nhiều nhất là tại núi Voi thuộc huyện Đức Trọng. Trong đó thì có những cây đường kính lên tới là trên 2 mét. Những cây có đường kính lớn như vậy, thế nhưng từ chuyến đi thực tế tại núi Voi, điều ngạc nhiên nhất đối với chúng tôi đó là không hề nhìn thấy những cây con xung quanh gốc, và chúng tôi đã tìm đến Viện Khoa học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để tìm câu trả lời. Bảo tồn được cây này, chúng ta phải sử dụng cái cây hạt. Bản thân nội tại của cây thông đỏ thì hạt của nó là có cái thời gian ngủ sinh lý là 2 năm. Do đó là khi hạt rụng xuống thì 2 năm sau nó mới bắt đầu nảy mầm. Khi hạt rụng xuống thì các loài côn trùng rồi tụi gặm nhấm rồi các thứ hoặc là chim chắc sẽ ăn hạt. Rồi như vậy thì cái số lượng hạt nó giảm xuống. Khí hậu và thời tiết hiện nay thì nó cũng có phần cực đoan, cho nên là nó cũng ảnh hưởng xấu tới cái sinh trưởng và cái mùa hoa quả của thông đỏ. Trong cái nghiên cứu của Lâm Sinh Lâm Đồng ngày xưa thì họ gieo hạt thì tỷ lệ nảy mầm nó chỉ khoảng 20 đến 30% thôi. Theo chúng tôi, thông tin của chúng tôi được biết thì Nguyễn Trúc Bồng Sơn đã nghiên cứu về cái thông đỏ này. Khi họ nghiên cứu thì tính ra thì mỗi cái cây trong tự nhiên á nó chỉ sinh trưởng khoảng 0,2 cm, tức là 2 mm trên một năm mà thôi. Tức là nó rất là chậm. Đường kính 30 đến 40 cm thì cũng theo Nguyễn Trúc Bồng Sơn thì nó là khả năng là nó nằm vào khoảng 150 năm. Là nguồn dược liệu quý thế nhưng rất khó sinh trưởng trong môi trường tự nhiên. Đây là điều lý giải vì sao số lượng cây thông đỏ không phát triển mạnh như các cây rừng khác, và đó cũng là lý do loại cây này trở nên quý hiếm. Ngay sau khi cây thông đỏ được đưa vào sách đỏ vào năm 2007, tỉnh Lâm Đồng đã khoanh vùng để bảo tồn loại cây này bằng những biện pháp tăng cường tuần tra bảo vệ kết hợp với các chính sách của nhà nước về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thế nhưng liên tục trong gần 10 năm qua, tình trạng chặt phá thông đỏ vẫn lén lút diễn ra cùng với tốc độ chặt phá rừng ngày càng đáng báo động.
Tiểu khu 277B thuộc khu vực rừng già nguyên sinh nằm gần đỉnh núi Voi. Hơn 2 hectare rừng bị phá trọc. Những gốc cổ thụ lật ngửa, gốc khác cháy đen, đứng chờ vờ giữa trời. Trong hàng trăm cây rừng bị sát hại, trong đó có cả những cây thông đỏ